Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cài đặt cái ví Terra Station. Terra Station là ví chính thức để quản lý các tài sản và token gốc Terra. Ví này sẽ kết nối với các app, ứng dụng, các sàn phi tập trung. Nó chạy trên cái mạng lưới Terra. Rồi, bước thứ nhất, quý vị truy cập địa chỉ terra.money, chọn vào Learn. Thì ở đây Terra Station đang hỗ trợ rất nhiều các trên các app. Quý vị có thể thêm vào Chrome, tải trên iOS hoặc Android, tải trên Windows hoặc Mac hoặc là Linux. Rồi, ở đây tôi sẽ thêm cái tiện ích Terra Station vào trình duyệt web Chrome này. Chọn thêm tiện ích. Rồi, quý vị sẽ thấy cái biểu tượng Terra đã được thêm và một cái thông báo. Bây giờ quý vị hãy bật nó lên. Rồi, chọn Terra. Để tạo một cái ví mới, chọn vào New Wallet. Ô thứ nhất, đặt tên ví. Ô thứ hai, nhập mật khẩu. Ô thứ ba, xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Tích vào cái phần I have. Và phần này là phần quan trọng nhất. Quý vị cần phải lưu lại cái dãy ký tự đặc biệt này. Đó. Rồi, quý vị chọn vào Submit. Ở đây quý vị hãy xác nhận lại là mình đã lưu lại dãy ký tự này. Rồi, quý vị chọn Submit. Chọn Connect. Đó, vậy là cái ví đã được thêm và tạo thành công. Rồi, cái phần tạo và thêm ví vào cái trình duyệt đã xong. Bây giờ tôi sẽ vào lại. Thì ở đây, cái địa chỉ ví Terra nó sẽ bắt đầu bằng Terra. Quý vị muốn chuyển Terra từ các sàn về thì quý vị chỉ việc copy hoặc là lấy cả mã QR code. Quý vị có thể send hoặc là swap trong trường hợp quý vị có Terra ở đây rồi. Còn ở đây quý vị có thể thêm các token mà nó chạy trên cái mạng lưới Terra. Phần cài đặt, quý vị có thể chuyển sang một cái ngôn ngữ khác. Rất tiếc ở đây họ chưa có hỗ trợ tiếng Việt. Hoặc quý vị cũng có thể chuyển sang cái chế độ màu cho cái ví của quý vị. Rồi, cái phần 3 chấm này. Ở đây tôi sẽ ví dụ, tôi sẽ xóa cái ví này đi. Bởi vì tôi đã lưu lại cái dãy ký tự rồi. Rồi, tôi chọn Submit để xóa nó đi. Ok, đã xóa. Bây giờ tôi sẽ lấy cái dãy ký tự mà tôi đã lưu lại và đăng nhập vào cái ví. Rồi, quý vị hãy chọn vào cái phần thứ hai này, Recover Wallet. Ô thứ nhất là tên ví. Ô thứ hai là nhập mật khẩu. Ô thứ ba, xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Ô thứ tư là dán cái dãy ký tự mà quý vị đã lưu lại. Và quý vị lưu ý, đây là cái dãy ký tự tuyệt đối phải giữ bí mật. Rồi, chọn Submit. Chọn Connect. Đó. Bây giờ, tôi sẽ vào cái trang web là station.terra.money. Đó.
Rồi, tôi sẽ chọn Connect ở phía bên trên, góc tay phải màn hình. Chọn Terra Station Wallet. Đó, thì cái ví đã được kết nối với lại cái Terra Station. Thì ở đây, đầu tiên là nó sẽ hiện ra cái danh sách những cái token mà quý vị đang có ở trong này. Số lượng nó sẽ hiện ở đây. Và quý vị có thể mua, gửi hoặc là swap trên cái Terra Station này. Đó, quý vị cũng có thể vào swap để swap này. Và chọn token. Đó. Phần stake, quý vị có Terra thì quý vị có thể stake để nhận lại. Rồi, trường hợp quý vị không sử dụng nữa thì quý vị hãy disconnect ví khỏi cái trang này ra. Rồi, chọn này, disconnect. Ok, và đến